cái gì nhớ danh từ nó khó đó, chữ Hán không mà tôi bị có chữ Hán rồi tôi nhớ, chứ tôi ngồi thiền tôi biết. Ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật một, Nam Mô A Di Đà Phật hai, đó là tầm. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật khỏi đếm, mà nếu mới đếm tới hai mà nó phóng một cái rồi là trở về dục. Còn Nam Mô A Di Đà Phật một hai ba bốn năm sáu mà nó không nghĩ cái là ly dục, trở về nhất tâm rồi. Mà mới đệm tới 8, 9 là nó phóng nữa là dục, kéo trở về ly dục. Còn tới chừng nào nó bắt đầu khá rồi thì niệm Phật khỏi đếm, A-di-đà Phật, và hơi thở vô biết vô, hơi thở ra biết ra, thở dài biết dài, ngắn biết ngắn, cũng vậy thôi. Đó thì cái này đó là bây giờ khỏi cần đếm. Đây là sát, là theo dõi thôi. Trong kinh có chỗ Minh Châu dịch là tứ sư trưởng là đề sát. Sát là quan sát theo dõi, tứ cũng là theo dõi, chữ Hán nó cũng giống nhau thôi. Đó, theo dõi cái tiếng niệm Phật mình, à, nó niệm, nó không phóng. Mà nó phóng là phải trở lại trạng thái thứ nhất, niệm Phật. Đếm lại từ 1 tới 10, nhưng mà nó thường rồi, một hai lần nó bắt đầu trở lại trạng thái thứ hai. Chừng nào mà nó đầy, giai đoạn thứ ba mới tới. Mình cứ tống vô hoài. Chúng ta nên nhớ có hai cách niệm Phật. Một cách niệm Phật bằng tư tưởng, một cách niệm Phật bằng A-lại-da. Hay nói khác là niệm Phật bằng thức thứ sáu, và niệm Phật bằng thức thứ tám. Thức thứ tám là chân vọng hòa hợp, thức thứ sáu là vọng hoàn toàn. Quý vị đã theo dõi mình thì niệm Phật tới đây, quý vị nếu mà học duy thức quý vị rành, quý vị tỉnh bơ thôi. Tới đây là có nhiều trạng thái ứng chứng đó, thấy ma quỷ, thấy cõi trời, thấy đủ thứ hết. Quý vị cho mà đắc quả là chết. Cái này phải có mấy vị thiền sư kinh nghiệm ta đi qua mà hỏi người ta chỉ mình. Cho dưới trời dinh bị nhiều, thấy không? Tôi thấy bị nhiều. Mà có tôi thì tôi kéo ra hết. Để người nắm giữ pháp rồi mà nói là họ bỏ được liền. Thì khi mà niệm Phật mà đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm. Thì hai cái này, cái tâm còn tán loạn, nó phóng ra là trở về dục, kéo trở về là ly dục, nó phóng ra là trở về dục. Mà muốn gì đâu phải ly dục, ly các ác, bất thiện pháp, không gần tà sư, không gần bạn xấu nữa, thì mới dễ, tức là giữ giới cho thật kỹ. Bây giờ làm sao cư sĩ mà giữ giới được, có ông này cũng vậy nè. Ông niệm Phật tán loạn, ông nói gì cái cuộc sống. Nếu mà nghĩ niệm Phật không thì đói làm sao? Phải nghĩ tới cuộc sống lầm lum chút, mình coi cái bài coi ông thấy tội nghiệp. Anh đã chỉ có xuất gia thôi. Xuất gia mới đủ điều kiện để mà ly dục ly ác bất thiện pháp. Thì sư trưởng có nói là thể thế sự xa mất biệt hình. Xuất gia mới xa mất được, ở ngoài mà xa mất là cặp đất mạng. Xuất gia không cần nghề nghiệp gì hết, chỉ có nghề đi xin ăn thôi. Có người cư sĩ mà đi xin ăn ai cho? Còn nếu mà vô đây nghe pháp lo niệm Phật rồi thì bà xã bà lấy trà dù bỏ bữa mình. Anh niệm Phật anh cặp đất ăn, con vợ con đói rồi làm sao? Không có được. Rồi xã hội bây giờ đủ thứ nó kêu réo rồi, có cái điện thoại di động nó kêu hoài. Điện thoại di động tí ít lợi là ít lợi cho những người buôn bán với mấy vị Bồ Tát. Còn mình tu mà muốn tránh cảnh mà lại ông con ở bữa này. Chết rồi nửa đêm nhiều khi nó kêu thì phải tắt máy. Rồi vô đây nghe cái là nó mở máy nó kêu chạy ra ngoài tích tích te te. Như vậy thì chết rồi. Tôi thấy là tôi không có Bồ Tát. Tôi tắt quá thôi chứ không có Bồ Tát. Tôi lánh cảnh. Khi nào kẹt quá tôi nói chú ít bị già rồi. Thì tôi đem những kinh nghiệm của tôi ra để cho tuổi trẻ sau này. Tôi tin tưởng hết vào Tăng Ni. Tôi nói thật. Tăng Ni của sư trưởng á nha. Chứ không phải là Tăng Ni theo bên chùa hay là Tăng Ni ấy. Còn bây giờ cư sĩ nó tu tinh tấn hơn Tăng Ni. Nó bận rộn vô cùng mà nó khéo sắp xếp. Nó vẫn có thì giờ nhưng mà làm sao bằng Tăng Ni được. Nó còn phải chạy ăn từng bữa tốt mồ hôi. Rất là thời buổi này. Thì thôi chúng ta trở lại. Thì cái súc sanh nó bắt đầu nó có cái đầu. Thành ra nó tất cả sắc thinh hương vị xúc lờ mờ nó sửa lại có hình tướng rõ rệt.
thì cái đó gọi là pháp trần. Quý vị đọc chứ quý vị không biết pháp trần là cái gì. Do duyên con mắt tiếp xúc với sắc trần, do duyên lỗ tai thinh trần, duyên lỗ mũi xúc trần, do duyên cái lỗ lưỡi là vị trần, duyên cái thân là xúc trần, duyên cái đầu tiếp xúc với pháp trần. Pháp trần là cái gì ha? Chúng tôi thấy hồi đó giờ học chính tôi cũng không hiểu được, rồi nghiền ngẫm hoài ngày này qua ngày khác mới hiểu được, coi duy thức rồi mới biết là pháp trần này từ loài xúc sanh mới có, ngạ quỷ chưa có. Ngạ quỷ cái đầu nó đâu quý vị biết không? Đầu dưới đất. Nên là chúng ta nói giải đạo quyền là giải cho mấy ngạ quỷ, là cái đầu đâm xuống đất, cái đít cái chân ở lên trời. Chúng ta coi cỏ cây coi, cái đầu nó nằm ở dưới đó. Cái lộn ngược. Còn xúc sanh thì sao? Đầu đít ngang nhau, bắt đầu có cái đầu rồi đó, nhưng mà cái đầu chưa có dây thần kinh, có chút ít lè tè thôi. Tới con người đó, thì cái đầu mới đầy dây thần kinh đó. Đầu trên, chân dưới, con người mới là sống đúng. Còn xúc sanh thì nửa đúng, nửa sai. Cái đầu đít ngang nhau. Chúng ta thấy loài thú nào cũng vậy, đi bốn chân, cái đầu có đít bằng nhau. Còn mình thì cái đầu ở trên, cái chân ở dưới. Tôi để ý ha, cái này là coi cái bài Lục Căn của sư trưởng nó nói rất rõ. Hay, mình phải nói sư trưởng mình đọc đó. Tôi thấy kinh nào giảng có Thủ Lăng Nghiêm với sư trưởng. Thủ Lăng Nghiêm thì khó hiểu á. Đó, thì bây giờ tới cõi trời, hết rồi. Đầu trên chân dưới là hết rồi. Nhưng mà dây thần kinh ốc của cõi trời dục giới còn thô lắm. Tức là kinh nghiệm, mà kinh nghiệm ấu trị còn non. Tới cõi trời sắc giới, kinh nghiệm mới già dặn. Các ngài không còn sống sắc thân bên ngoài nữa, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc nữa, mà các ngài sống bằng thần kinh thị giác, thính giác, khứ giác, vị giác, xúc giác. Thì ngay bây giờ nếu mình chết 8 tiếng sau, thần kinh nó mới đứt. Thành ra cái cõi trời sắc giới sống lâu hơn, sống lâu hơn. Còn nếu mà tôi qua cõi trời sắc giới sắc thân thiệt nữa đó, thì quý vị khỏi, quý vị biến mất thôi, không có chết nguyên con. Tôi nói quý vị không tin ha, thì quý vị ngồi thiền lâu quý vị sẽ thấy. Nếu quý vị thân cõi trời sắc giới, tâm cõi trời sắc giới, thì bây giờ người, thân người thì chết còn phải chôn. Nhưng mà tâm cõi trời sắc giới thì cái tâm sắc giới này qua mang cái thân của cõi trời sắc giới. Rồi quý vị chết là quý vị biến mất thôi. Quý vị qua muốn tham mang thân gì thì quý vị mang. Nếu quý vị tu tinh tấn thì quý vị có thể ở cõi trời sắc giới hoặc lên cõi trời vô sắc. Còn giải đãi quý vị lọt xuống cõi này lại hoặc là lọt xuống địa ngục ngạ quỷ lại. Thì do cái chỗ đó mà Đức Phật không chịu hưởng hết phước thì luân hồi nữa. Tôi cũng vậy, tôi không chịu cõi trời. Thì Đức Phật Thích Ca mới nói thôi, thời mạt pháp này chúng sanh nhất niệm là khó khăn rồi, chứ đừng nói là vô niệm. Vô niệm là thời Đức Phật đó, tức là không có tư tưởng nữa. Không có tư tưởng là không phải không có nha, vẫn có tư tưởng. Nhưng mà tư tưởng không phải là ta. Chúng ta thường lầm chỗ đó, tưởng là Bát Nhã là không có tư tưởng, lầm. Còn Bát Nhã có tư tưởng là trật. Nó có chỗ đó, Bát Nhã thì có tư tưởng, biết được tư tưởng. Chẳng hạn như bây giờ tôi đi, thì tôi biết tôi đi. Mà nếu tôi biết thì cái thân là tôi, là của tôi, tự ngã của tôi, đó là biết bằng tư tưởng. Tôi đi lẹ thì cái thân tôi phải sửa đi chậm, thì cái sửa này tức là người trời. Còn tôi đi chậm mà tôi không biết gì hết là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn tôi biết mà tôi sửa lại thì đó là do tư tưởng. Còn tôi biết mà tôi lặng lẽ tôi theo dõi nó, thân đi, còn cái biết không có đi. Tôi biết sắc thân đi. Còn bây giờ thí dụ vậy là có cải sửa được không sư? Vẫn được. Thì cải sửa. Mà tôi đi lẹ quá, đi chậm quá, giờ tôi đi lẹ lại. Tôi đi giống dòng xa, giờ tôi đừng có đánh dòng xa, thì cái thân là của tôi. Còn vị A-la-hán người ta biết được cái đó. Ta biết rằng có tư tưởng. Tư tưởng đang cải sửa. Thì cái biết này không phải là tư tưởng, mà nhập lưu là không được. Nhất dẫn lại lao không được. Thì
chỉ có A La Hán thôi. Vì cái này nó thuộc về tưởng quẩn. Chúng ta phải để ý nữa, tôi giảng sâu nữa, vì mới thấy là nó còn rắc rối lắm. Mà nếu mình ngồi thiền rồi thì cái rắc rối tan hết. Cái đó quý vị phải thực chứng à, tôi chỉ nói sơ sơ thôi, chứ không thể giảng sâu được. Sâu hay không, quý vị phải ngồi thiền thực chứng. Tôi nói lại, cũng như giờ quý vị đi, thì quý vị đi mau. Mà quý vị không biết, địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Còn quý vị biết mình đi mau, coi nó mất hạnh, đi giống dòng xa, coi kỳ quá, tôi sửa lại bớt đừng đánh dòng xa, thì khỏi người trời. Còn nhập lưu thì biết, kệ nữa. Biết thân đi, chứ có biết không có đi. Thân đi mau thì biết thân đi mau. Còn khi tư tưởng nhào vô cải sửa nhập lưu không biết. Không biết. Có cảm giác thì nhập lưu không biết cảm giác. Nhất dẫn lời mới biết được. À, tôi đi rồi có cảm giác thấy sảng khoái. Tôi ngồi lâu rồi tôi đi tôi thấy sảng khoái. An lạc quá thì nhập lưu không nhận được. Cái cảm giác của người trời. Thì nhất giảng lại mới nhận được. Thôi tôi giảng ít thôi. Rồi sau còn gặp nhau tôi giảng sâu nữa. Bởi vì nhiều quá quý vị lộn xộn. Vì nó chưa giảng rồi con không hiểu gì hết. Tôi biết làm sao. Thì không hiểu thì thôi. Chứ giờ tôi làm sao bây giờ. Thì thôi đó là tôi giảng như vậy. Thì tôi lặp lại. Hôm nay tôi giảng về bốn đường ác. Niệm thân là tỉnh. Tức là địa ngục, vô gián là trong duy thức á, tức là vật lý, khoa học kêu vật lý. Địa ngục hữu gián là căn, căn thì có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Địa ngục hữu gián là trần, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Trần là chưa có cái biết, chưa có sự sống. Căn là chưa có biết mà có sự sống. Do duyên con mắt sắc trần thì phát hiện ra nhãn thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, tiệt thức, thân thức, ngạ quỷ. Đây là các cảm giác của ngạ quỷ. Cảm giác nương vào con mắt, nương vào lỗ tai, nương vào lỗ mũi, nương vào cái lưỡi và nương vào sắc thân. Bên ngoài nha, thì cái cảm giác một cách lờ mờ nó phát hiện. Biết có cảm giác, biết có vật, nhưng mà vật gì không biết. Thì cái này là thuộc về ngạ quỷ. Làm mà không có tư tưởng thì làm. Tôi cảm giác dễ chịu tôi làm liền. Tôi không suy nghĩ gì hết, tôi đã giảng rồi. Còn tới súc sanh đó nó mới sửa sắc thinh hương vị xúc thành ra pháp trần. Thành ra khi con mắt tiếp xúc với sắc trần thì là sắc trần là của con mắt. Thì cái ốc, cái đầu á, nó sửa lại thành ra sắc trần rõ ràng hơn. Thì chúng ta không kêu là sắc trần nữa, mà kêu đó là pháp trần. Nó pháp trần. Nó thành ra pháp trần. Cuối cùng về tối mình nhớ lại thì pháp trần này hiện ra. Thì không có con mắt nữa. Còn có con mắt mà nó sửa thì đó là pháp trần lúc ngủ câu ý thức. Thành ra cái ý thức này nó linh động lắm. Nó vừa ăn với ngủ câu mà vừa di giới. Độc đầu ý thức. Độc đầu ý thức là độc là một mình. Đầu là đi vào, đầu tư đấy mà. Nó đi vào cái sự nhớ lại một mình nó thôi. Còn ngũ câu, ngũ là năm câu là cùng, cùng hợp tác với năm căn đầu. Thành ra năm căn đầu chỉ phát hiện cảm giác thôi, chưa có sự phân biệt. Còn cái ốc đó, mới phát hiện cái sự suy tư, phân biệt. Thành ra chúng ta thấy tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều nằm trên đầu. Mắt, tai, mũi, lưỡi đều đưa trên cái thân. Cái thân là toàn thể đầu, mình và tay chân. Nhưng mà cái đầu quan trọng hơn hết. Tôi đã nói rồi, quý sư, quý vị chặt tay vẫn sống, giật chân vẫn sống. Mà chặt cái đầu thì chết liền. Cái đầu là quan trọng hơn hết. Thành ra tất cả đều đưa lên trên đầu. Thì xác thân còn có đầu, mình và tay chân, mà cái đầu quan trọng hơn hết. Thành ra là tổng chỉ huy nằm ở trên đầu.
Rồi qua dây thần kinh cũng vậy, thần kinh thị giác cũng đưa lên trên óc, thính giác cũng đưa lên óc, khứu giác, vị giác, xúc giác đều đưa lên óc. Thì bây giờ cái cõi người đó mới bắt đầu có mạt na. Mạt na mới mượn cái óc, kêu là mạt na. Cái kia là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc. Còn qua tới người, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và mạt na. Óc không có giác dụng. Cái ý chí mượn cái óc để phát hiện, óc trở thành căn. Nào, ý chí nó mượn cái óc để nó cung cấp chất liệu cho tư tưởng, cho ý thức. Ý thức mới sửa cái pháp trần này lại thành ra ý xúc. Hiểu kịp không? Thôi tới đây thôi. Thì giảng quá rồi, quý vị nói giảng nhiều quá, chứ không, tôi không hiểu gì hết. Tôi giảng quá kỹ rồi, giảng ngay cái sắc thân của quý vị. Quý vị về ngồi thiền đi, rồi đi sâu vào đó, khi quý vị tiếp xúc với bình thủy, thì con mắt sẽ nhận lấy cái bình thủy, à, có vật, nhưng mà vật gì không biết. Thì cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, mượn con mắt để phát hiện. Đó là ngạ quỷ. Rồi nó mới đưa lên óc, bị con mắt nằm trên trên đầu. Thì cái đầu mới nhận lấy cái đó, mới sửa cái sắc trần lại thành ra pháp trần. Thì bây giờ cái bình thủy mới hiện rõ là cái bình thủy. Hồi nãy cái bình thôi mà biết bình gì, có vật thôi mà không biết cái đó là bình hay là chén chung hay người ta. Có vật, vật gì không biết, bây giờ biết vật đó là bình thủy. Thì cái này là xuất sanh. Còn phân biệt cái bình này khác với bình khác như thế nào, cái này này khác với người ta làm sao, cái xuất sanh không có biết, nó phân biệt không rõ. Cái bình này mà vừa đem đi sơn lại thì nó nói không phải bình hồi nãy, còn người ta biết á, đem sơn đem gì nó ta nhìn ta biết hết. Còn loài thú mà đem sơn là nó không biết. Chúng ta để ý loài thú nó, nó ngủ một đêm sáng là nó mất liền, nó quên liền. Rồi thì chúng ta thấy loài người với loài thú khác nhau rất nhiều. Thì nếu mà có ý chí, thành ra trong các nhà ông Dương Văn Minh đó, ông nói đó, người không chí như thuyền, không lái như ngựa, không cương, trôi giạt lông bông không ra thế nào cả. Mà muốn có ý chí thì sao? Thì phải tập trung kỹ, mạnh, lâu và sâu. Trong kinh có nói chế tâm nhất xứ vô sự bất thành, tập trung cái tâm vào một đối tượng, càng kỹ càng mạnh, càng lâu càng sâu thì làm cái gì cũng được, thay trời đổi đất, giá biển lấp sông. Thì mấy nhà bác học bây giờ làm, tôi thấy ở ấy rồi, cái ông nhà ông chỉ tôi một cái nhà bên kia đường lộ, nhà lầu á, mà nó dám dời luôn cả nền ở nhà lầu qua bên đây lộ, không tốn là cái gì, chỉ dời nguyên cái nhà. Thì tôi bất ngờ, tôi nói sao có cái đó sao, ông tài xế nó có rồi, cái nhà đó nó dời từ bên kia lộ, nó dời qua bên đây lộ. Trời ơi, mà nhà ta cất nhà lầu mà, nhưng mà dời nguyên cái nhà. Mà bây giờ những cái biển nó lấp lại như thường, bây giờ nó làm cái đường hầm từ ở bên Pháp mà qua Anh ở dưới đáy biển. Xe lửa chạy dưới từ Anh qua Pháp, không cần đi máy bay, không cần đi tàu, mà đi ở dưới đáy biển. Mà lâu rồi chứ không phải mới đấy. Thành ra chúng ta thấy là khoa học tập trung kỹ, mạnh, lâu, sâu. Trái bom nguyên tử nó bỏ xuống thì cái biển tính thành đất bằng, núi non biến thành biển cả. Thì chúng ta thấy là làm được. Nhưng mà chứ nhưng mà làm Phật không được. Có thể làm trời, làm tiên, có thể có ngũ thông mà không có lục thông. Có thiên nhĩ, thiên nhãn, tha tâm, lần túc, lậu tận. Lần túc mà không có lậu tận. Ông Đề Bà Rạc Đa có năm thông. Tập trung kỹ, mạnh, lâu, sâu. Nhưng mà lậu tận ông tu không lập được. Lậu tận là gì? Là không có ý chí nữa. Mà không ý chí là làm sao mà tạo tam giới được.
mà còn tam giới thì còn kẹt. Thì người lậu tận không phải là không có tam giới, coi chừng nhé, vẫn có tam giới mà không hề dính mắc vào tam giới. Tam giới là do thần thông tạo, họ biết thần thông tạo, thì cái biết không phải là tam giới, mà cái biết không khác với tam giới. Tam giới ý chí phát hiện từ cái bát nhã, từ cái lặng lẽ. Thì lặng lẽ biết được ý chí, nhưng mà lặng lẽ không phải là ý chí. Thì như nãy tôi nói đó, cái A-lại-da cũng chưa phải là chơn nha, nước bàn tịch tỉnh mới chơn. Bàn tịch tiện là thi không gian, phi thời gian. Còn A-lại-da là có thời gian tuyệt đối mà chưa có không gian, tức là chưa có tướng mà chỉ có hình. Thí dụ như tôi nhìn cái bình này, tôi biết cái bình, thì cái biết của tôi là tư tưởng, nó phân biệt. Tôi biết tư tưởng đang phân biệt, thì cái biết không phải là tư tưởng, mà cũng không khác với tư tưởng. Tư tưởng có phát hiện từ cái biết lặng lẽ của tôi, cái bình cũng phát hiện từ cái biết lặng lẽ của tôi. Thì cái biết lặng lẽ nó là gì? Nó không là gì hết, mà nó là tất cả. Tất cả đều phát hiện từ nó. Đó, thì chúng ta nên nhớ cái nhập lưu đó, với cái Phật tánh của Nhất Vãng Lai, Bất Lai, La Hán, Như Lai. Thì nói một thứ là sai, mà nói khác nhau là trật. Chúng ta phải nhớ thế. Cái bát nhã tôi phải nói vậy, cũng là cái lặng lẽ thôi. Nhưng mà lặng lẽ có nhập lưu có 1/4, chỉ thấy có cái sắc quẩn thôi, cái thọ quẩn không thấy. Còn tới Nhất Vãng Lai thấy được cái thọ quẩn, mà thọ quẩn của người và trời dục giới. Còn sắc giới sơ nhị tam thiền không thấy. Phải Bất Lai mới thấy được cái thọ quẩn của sơ nhị tam thiền. Mà theo trong kinh đó, di thức cũng như là di diệu pháp đó, thì sơ nhị tam thiền đó thì mới thuộc về thọ quẩn. Còn cái người trời đó còn nửa thọ quẩn, nửa sắc quẩn. Thành ra chúng ta thường tưởng cái sắc quẩn là sắc thân. Thật ra sắc thân này vẫn có cảm giác, vẫn có tư tưởng. Thì cảm giác đó kêu là ngạ quỷ, tư tưởng nó kêu là súc sanh. Thì hai cái này không có cải sửa. Nó sống một cách hồn nhiên thôi. Thì chúng ta khoái cái hồn nhiên, tức là không có tư tưởng, không có ý chí. Rồi cỏ cây thì nó sống hồn nhiên, nó không có tư tưởng. Tới loài súc sanh thì tư tưởng bản năng, tức là không có cải sửa, sống sao nó sống vậy thôi. Rồi tôi có kể rồi, con chuột hay con chó, nó sống nó không biết cải sửa. Còn loài người thì không hơn biết cải sửa, là loài người nó khác rồi đó. Từ đây chúng ta có thể tiến qua cõi trời, có thể thành Phật. Mà phải có tiện trí thức, có thánh nhân giúp đỡ. Phải có một sự nhận lại cái Phật tánh. Mà nhận lại là cả một vấn đề. Vì tất cả tư tưởng ý chí phải im bặt. Im bặt không phải là diệt bỏ nó, mà là phải thấy rõ nó. Thấy rõ bằng cách nào? Cách nào thì không bao giờ thấy rõ. Cái chỗ đó là cái chỗ nhức đầu nhất của tôi hồi xưa, mà cũng quý vị. Thấy rõ mà còn hỏi phương pháp nữa thì trở lại tư tưởng nữa. Mà nếu không phương pháp làm sao mà con thấy rõ? Cái đó là của sáng tôi giảng của Triệu Châu hỏi Nam Tiền. Đạo không thể giảng được, nếu thầy không giảng được con làm sao biết đó là đạo? Thầy nói là thầy biểu không giảng, dùng tư tưởng không thể diễn tả đạo được. Đạo là cái phi tư tưởng, như vậy con làm sao biết đạo là cái gì? Thì Triệu Châu Nam Tiền mới nạt: đạo không thuộc vào biết hay không biết. Không biết là địa ngục, biết là ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, người trời. Con muốn cái nào? Ngay chỗ đó ổng ngộ. Ngay chỗ đó ngài ngộ. Chúng ta thấy cái ngộ đâu có dùng lời nói được. Ngộ thì ngộ, không ngộ thì thôi. Giờ làm sao giờ? Cái đó không dùng lời lẽ được. Mà chúng ta thấy ông Đức Sơn cũng vậy. Vô gặp bà lão Bán Quán, đại đức nghiên cứu kinh Kim Cang, mà đại đức đòi điểm cái tâm. Mà Kim Cang nói tâm quá khứ không có, hiện tại không có, vị lai không có. Đại đức điểm cái tâm nào?
Ông ngồi suy nghĩ, nói một phút nghĩ suy mấy bay ngàn dặm, mời Đại Đức ra thoại quán. Lão không có cho ăn cái gì hết, trả tiền bây giờ cũng không bán. Thất bại. Bà đâu có chịu giảng. Mà đã đạo giảng cái gì, giờ biết là biết, không biết thì thôi. Lên gặp Long Đà, đây là tổ á, thì mới đi diễu ba vòng, xá bà xá không lại. Ông Đà mà nói Đại Đức từ đâu mà tự cao quá vậy? Nói tôi nghe nói đây có rồng có đầm. Long Đà là đầm với rồng, mà lời không thấy rồng không thấy đầm gì hết. Thì Long Đà mới nói mù mắt ngươi đi, không thấy tức thấy, thấy tức là không thấy gì hết. Chết chưa? Nó cái gì mà thấy tức không thấy, mà không thấy là thấy gì hết là sao? Chơi chữ, nói gì cái dược kỳ quá, ba phải. Thấy tức không thấy, mà không thấy là thấy tất cả là sao? Hỏi Long Đàm giải thích, Long Đàm lấy cái phướng đập vô một cây. Hỏi lần thứ hai đập vô một cây nữa, hỏi lần thứ ba đập vô một cây nữa. Không giải cái gì hết. Ông lại, ông xin hầu tổ, tổ im lặng chấp nhận. Rồi từ đó là tổ ngồi đâu, ông hầu bên. Bữa đó vô cái trong phòng của tổ hầu tới 11, 12 giờ khuya. Tổ nói tối rồi, sao con về liêu nghỉ. Liêu là cái cốc, mình kêu cốc, đây là cái liêu. Thế ông đi ra, ông trở vô. Ông nói trời tối thui như mực, con không thấy đường đi. Tổ nó không thấy đường đi thì đốt đốt lên. Ngài mới rụt cái đèn chai ở dưới, ở chân cái ghế ngài. Ngài sẽ rụt quẹt ngài đâu. Đức Sơn mới cầm cái đèn chai, ngài thổi cái phục tắc. Ông ngộ liền, ông quỳ xuống ông lại, ông nói từ nay con không bị Phật, ông già là Cô Đàm, không bị các vị tổ gạt nữa. Quỳ, ông Long Đàm mới lấy cái phất trượng đánh, con nói gì? Ông đỡ cái phất trượng đánh ba lần, đỡ giật cái phất trượng giục bỏ. Mới từ nay con không bị tổ và mấy ông Cô Đàm, ông già Cô Đàm gạt, tức là Phật Thích Ca. Con tưởng đạo Phật là cao siêu, là phức tạp. Nhà đâu đạo Phật cũng đơn giản, không có gì hết. Có cái gì đâu, có cái lặng lẽ biết thôi, có cái gì. Học tam tàng kinh luật lệnh cuối cùng gom về con cái. Mà cái này không ai làm được. Cái lặng lẽ nhìn các sự vật biến chuyển. Làm sao nhìn sư? Sư chỉ cách cho con nhìn. Mới làm sao rồi thì có pháp môn nữa. Thì tôi có thí dụ ở đây rồi. Tôi đưa cái căn lên hỏi quý vị thấy không? Hỏi có cái căn à? Quý vị nói có. Thì cái này là cũng là Đức Phật trong Thủ Lăng Nghiêm. Tôi phục Thủ Lăng Nghiêm là chỗ đó. Tôi hồi xưa giờ không biết cách tu Bát Nhã. Tôi đã hiểu lâu rồi. Tôi từng giảng Bát Nhã mà. Nhưng mà chưa từng tu Bát Nhã. Vì nó không có con đường. Mẹ có con đường thì thành tư tưởng. Thì Thủ Lăng Nghiêm mới nói đường không con đường. Độc đáo không vậy. Thì cũng chơi chữ thôi. Thì Đức Phật và Thủ Lăng Nghiêm mới có thí dụ. Chính cái thí dụ này tôi mới đi vào Bát Nhã được. Nhưng bây giờ tôi không biết đắc cái gì. Nó lờ mờ phải có ai thọ ký. Chỉ có Như Lai A-la-hán mà vừa tìm đâu A-la-hán Như Lai thọ ký cho mình. Nghe mà đưa căn lên hỏi có cái căn không? Thì đại chúng và A-nan nó có. Ngài nói đúng. Rồi để khăn xuống hỏi A Nan đại chúng có cái khăn trên tay không? Thì đại chúng nói không, mà nói đúng, mấy ông thông minh. Rồi ngài đưa cái khăn lần thứ hai, hỏi các con, đại chúng có thấy cái khăn không? Thì đại chúng nó thấy. Rồi để khăn xuống, rồi hỏi đại chúng có thấy cái khăn không? Đại chúng nó không thấy. Mấy ông điên đạo. Chúng ta thấy là trời ơi, tôi cũng trả lời vậy, tôi bỏ thiên kinh xuống, tôi nói trời ơi, chẳng những A Nan mà mình cũng trả lời vậy thôi. Nhưng mà không ngờ hai câu hỏi, Đức Phật nói ta hỏi các con hai câu hỏi khác nhau. Sau ngày giảng mình mới hiểu được, mình nói trời ơi, Thủ Lăng Nghiêm này độc đáo, chưa từng có ai giảng mà tu Bát Nhã rõ ràng như vậy. Pháp môn không pháp môn. Thì hỏi cái khăn thì có cái khăn, phải đúng rồi. Mà bây giờ không có khăn thì không có khăn, đúng rồi. Có khăn thì có, không có thì không có.
Còn bây giờ tao không hỏi cái khăn nữa, mà tao hỏi cái tâm của ông. Ông có thấy, cái tâm có thấy cái khăn, tao không hỏi cái khăn, hỏi cái thấy của ông. Thì có khăn thì thấy, thấy cái gì? Thấy cái khăn, đúng. Còn bây giờ cái khăn mất, không có nữa, thì cái thấy mất theo. Nếu có vật thì có tâm, không vật thì tâm mất theo. Đó là nói về tư tưởng thì phải, có vật thì tôi biết, mà không vật thì cái tư tưởng mất theo. Đúng. Còn bây giờ tôi biết có khăn, biết có tư tưởng. Một khăn mất, tư tưởng biết mất thì có biết mất không? Nó vẫn còn đó chứ mất đâu bây giờ. Biết rằng không có tư tưởng, biết rằng không có khăn. Có nhiêu đó thôi mà cái đó làm sao? Ai dạy cho mình pháp môn nào đi tới? Ví dụ đi pháp môn nào bây giờ? Chết không? Thôi giờ ngưng ở đây ha. 3:30 rồi đó. Thì bây giờ tôi, quý vị có thể cho tôi chừng 10 phút, 15 phút không? Không? Chịu không? Nếu ấy thì ông ấy thì nghỉ. Thì có cái miếng giấy ở Úc gửi qua tôi để hỏi về pháp môn tịnh độ. Nghe tôi giảng ở trên mạng, tôi không biết ông này. Cũng qua Phật tử ở đây đưa lại. Thì sẵn đây tôi đọc rồi giảng cho quý vị đây. Cái này tôi giảng rồi, nhưng mà phải léo qua léo lợi mới hiểu được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư, quan hỷ giải đáp thắc mắc dùm cho con. Khi con nghĩ tới tiếng niệm Phật thì có tiếng niệm Phật ra trong đầu. Nhưng có điều tiếng niệm Phật khởi, nhưng con cũng có thể suy nghĩ việc khác. Chỉ khi nào con nghe tới và chú ý tới, con nhận lại, con niệm thì nó nghe được. Vậy làm sao con có thể nhiếp tâm luôn mà không có tạp niệm chen vô tiếng niệm? Vì đôi khi mình còn suy nghĩ vấn đề của cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là thiện niệm ở Úc. Đó, thì có Phật tử đem lại cho tôi. Thì bây giờ chúng ta mới giải thích. Thì cái này họ câu hỏi này tôi có giảng chưa? Có không? Ai nói có đưa tay lên à? Ai nói không đưa tay lên à? Pháp hội này là pháp hội chết. Nước mà nước chết là nước không có sống. Nước thiệt nhưng mà không có sống. Nước chết. Nước chết thì nó hôi, nó không có mùi thôi. Nước chảy thì nó mới sinh động. Nên là cái pháp hội này không có sinh động. Tôi tính kêu trả bài mà tôi thấy cũng trả bài chết. Dường như bắt buộc. Mình nói tôi thôi, tôi giảng vài lần nữa chắc tôi không xuống được. Tôi nói không có chịu làm việc. Không, vậy nghe mà không có chịu xả ra. Để lâu nó sinh bụng đấy. Không, vô nhiều quá ăn mà không chịu ra. Thì thôi, tôi thì không bắt buộc. Bây giờ bắt buộc nó khó lắm. Thì tôi đọc, tôi giảng thì quý vị thấy rằng quý vị có nghe hết rồi. Nhưng mà quý vị không biết lựa bên này, lựa bên kia. Rồi quý vị nối liền lại. Cũng như cái ngọn đèn trên hải đăng, lấy từ chút chút và ráp lại thì nó nằm ở trong này. Nó còn nhiều câu hỏi nữa. Nhưng mà nắm cái gốc mình trả lời cho trời ơi, bỏ tôi trong túi sao? Rồi mỗi cái mỗi đêm ra hỏi thì chết tôi. Mình phải nắm cái gốc. Gốc là giới định tuệ. Gốc là thể tướng dụng. Gốc là hành tín nguyện. Cái gốc đó thôi. Gốc là báo thân, pháp thân, ứng hóa thân. Có ba cái, nhưng mà giới định tuệ có bốn đường ác, bốn đường thiện, bốn tiểu tánh, ba bậc tâm thôi. Thì quý vị ý đó là quý vị thấy trả lời hết mà còn. Bây giờ có hỏi nào cũng trả lời được hết. Giờ tôi xin đọc từ đoạn nào. Khi con nghĩ tới tiếng niệm Phật thì có tiếng niệm Phật ra trong đầu. Nhưng có điều tiếng niệm Phật phát khởi, nhưng con cũng có thể suy nghĩ đến việc khác. Thì cái này là ở cái gì quý vị biết không? Khi nghĩ tới tiếng niệm Phật là có tiếng niệm Phật. Thì tôi có giảng chưa? Có hai cách niệm Phật. Niệm Phật bằng tư tưởng tống vô là có tác ý. Rồi khi nó đầy A-lại-da linh hồn của chúng ta rồi,
Nhớ linh hồn nó có tới ba trạng thái nha. Cái A-la-da nó phức tạp lắm, phải không? Khi mà nó chuyển biến đó, mà nó lên cấp, cái này không có thể nói là tiến hóa hay sa đọa gì hết, mà lên cấp, tức là niệm liên tục đó, thì nó thành ra phi không gian, phi thời gian, tức là niết bàn tịch tỉnh A-la-hán. Rồi khi mà nó trở xuống đó, thì nó thành ra hư minh lê lói chiếu soi. Thì niết bàn tịch tỉnh này của nó chính là tư tưởng A-la-da thức thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Khi nó trở xuống đó, thì nó trở thành năm thức, thức mà thuộc bát nhã đó. Khi trở xuống nữa thì nó thành sát thân bốn đường á, tức là nhập luôn, thành ra hư minh lê lói chiếu soi, hư vọng tưởng dung thông là nhập luôn, là mặt trăng thứ ba. Còn thứ hai đó là nhất giảng lai và thánh thứ hai, có thể nghe được cái cảm giác sát thân tư tưởng của người trời dục giới. Còn mặt trăng thứ nhất đó là bất lai, có thể nghe được, nghe được tư tưởng người sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Tới A-la-hán mới nghe được cái tư tưởng của tứ thiền và tứ không. Thì đây là toàn diện rồi. A-la-hán là trở về niết bàn tịch tịnh, còn bất lai chưa trở về niết bàn tịch tịnh mà đang ở cái A-la-da. Còn A-la-da nó sao động, nó đứng lặng chuyển biến mà, thành ra nó vọng chơn hòa hợp, đứng lặng là chơn mà chuyển biến là vọng. Mà khi nó sao động thì nó thành ra sao động chuyển biến. Sao động nên có tướng, có không gian, chuyển biến có thời gian, thành ra thời gian và không gian tương ưng. Sáng tôi có giảng rồi. Còn khi nó chuyển biến đứng lặng và chuyển biến thì nó chơn vọng hòa hợp, là có cái nhận thức mà không cần đối tượng, tức là nó có biết. Nãy tôi nói nhập lưu, nhất giảng lai, bất lai. Khi nó biết thân đi thì thân đi sẽ có biết không có đi. Rồi khi mà nó biết được cảm giác thì có cảm giác có biết không phải là cảm giác mà không khác gì cảm giác, thì đó là nhất giảng lai. Một cảm giác của sơ nhị tam thiền thì bất lai, nhưng mà tư tưởng không biết. Tới mà biết được tư tưởng thì đó là đại khái là gì vậy, thì cũng có Phật tánh thôi, nhưng mà cái biết nó thường thuộc hay không thường thuộc. Mà khi A-la-da sao động thì bắt đầu có không gian. Không gian đó tức là hư không vô biên. Thời đại khái như vậy ha. Khi con nghĩ tới tiếng niệm Phật thì có tiếng niệm Phật ra trong đầu, nhưng có điều tiếng niệm phát khởi, nhưng con cũng có thể suy nghĩ việc khác. Mình nhớ tới tiếng niệm Phật thì có tiếng niệm Phật từ A-la-da nó phát ra, mà có thể nghe được tiếng khác. Như vậy là cái định lực còn kém, nó chưa được nhất niệm. Vừa nghe tiếng niệm Phật mà vừa suy nghĩ chuyện khác, mà tiếng niệm Phật không mất, mà không được rõ ràng, thì thỉnh thoảng quý vị có trạng thái đó. Quý vị tu đi, quý vị sẽ thấy trạng thái đó. Mình niệm hơi thở thì hơi thở không cần niệm, nó tự nhiên trong A-la-da nó phát hiện ra. A-la-da phát hiện là hồn nhiên, còn tư tưởng mà cố gắng niệm là có tác ý. Tác ý là ý chí đấy. Còn A-la-da nó không cần ý chí, tự trong đó nó đưa ra. Thì đó, chúng ta có hai cách niệm Phật. Niệm Phật tư tưởng là chúng ta có cố ý nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật rồi tống vào A-la-da. Còn A-la-da mà khi mà đi nghe niệm Phật nó thâu vô, cái gì không biết, người trời không biết, chỉ có A-la-hán mới biết được thôi. Thành ra lại do nó phức tạp, nó làm việc một cách âm thầm, không cần mặt na, không cần thức thứ bảy, không cần ý chí. Nó yên lặng, nó thâu tập, mà hãy thâu tập đầy rồi đó, tự nhiên nó tràn ra. Tư tưởng không làm gì nó được. Thành ra chúng ta để ý mình có hai cách niệm Phật. Có những thoảng chúng ta ngồi niệm Phật thì chúng ta nghe tiếng của mình niệm, có khi tiếng của Thầy Trí Thoa, có thi tiếng của cõi khác, cõi trời, nó vẫn phát hiện như thường. Mình nói, ủa sao lạ ha, cái tiếng này ở đâu mà nghe thanh thoát quá. Thì các cõi trời, cái tiếng này mình đâu có nghe, mà A-la-da nó nghe. A-la-da nó tràn khắp các nơi, nó thâu vô đó,
Còn tư tưởng mình cái nào có nghe thì nó mới có lọt vô là giờ. Cái nào không nghe thì không lọt. Đó thì do cái chỗ này mà ông không rành. Ông nói có khi niệm Phật, có tiếng niệm Phật ra trong đầu, nhưng có điều tiếng niệm Phật phát khỏi, nhưng con cũng có thể suy nghĩ việc khác. Vừa nghe tiếng niệm Phật vừa suy nghĩ việc khác. Như vậy là tạp niệm. Nhưng mà được nhất niệm rồi mà thỉnh thoảng nó còn phóng, như tôi nói lại, ly dục, ly các ác phần thức niệm Phật. Rồi thỉnh thoảng dục nó phóng thì là trở lại tạp niệm, rồi kéo trở về thì nhất niệm, nó phóng tạp niệm. Thì trạng thái này tức là mới đi sơ thiền chứ chưa qua nhị thiền. Lúc nào tập trung thì nó gom lại, mà mở một cái tập trung kỹ mà lâu sau không có thì nó bắt đầu nghĩ chuyện khác. Rồi ông nhớ lại cái thì nó trở lại nhất niệm nữa. Thì đây là chưa đạt tới nhị thiền. Có điều tiếng niệm Phật phát khởi, nhưng con cũng có thể suy nghĩ việc khác. Chỉ khi nào con nghe tới và chú ý tới, khi nào ông tập trung kỹ mạnh lâu sâu đó, thì chỉ có tiếng niệm Phật cái kia nó mất. Nó không phải mất, nhưng mà mình không để ý tới nó. Cũng như hồi Đức Phật mà Ngài nhập định, thì cái tiếng trời đánh gần Ngài chết con bò, Ngài không hay. Không phải là không có tiếng, mà Ngài nghe cái này còn quên cái kia. Cũng như đứa bé mà nó chơi, mình ăn bánh hết rồi nó khóc, mình thấy con búp bê xuống nó mê rồi. Mình làm cái gì ở ngoài nó không hay, nó chỉ biết con búp bê thôi. Cái nó nhập định. Còn vừa làm, tính toán vừa biết, nó phóng ra, thì cái này với cái kia đó, cái này không rõ mà cái kia cũng không rõ, không cái nào rõ hết. Mà bây giờ nhớ tới, kéo trở về, thì cái kia quên mất. Quên mất là do nhập định kỹ lâu sâu hơn. Thì qua nhị thiền, còn cái kia là sơ thiền. Lúc thì tạp niệm, lúc thì nhất niệm. Quý vị phải nhớ mình có trạng thái đó. Tôi giảng rồi, quý vị phải đợi tới tôi, phải lặp lại nữa thì tội nghiệp tôi. Thành ra, chỉ khi nào con nghe tới và chú ý tới. Chú ý là gì? Tập trung. Nghe tới nó, tập trung nó, thì cái kia mới mất. Người tập trung thì trở về nhị thiền. Rồi mất nhị thiền, nó trở lại sơ thiền. Tầm sát phóng ra kéo lại, rồi tỉnh tỏ nó phóng ra kéo lại. Tới chừng nào khỏi cần niệm Phật, mình đẩy ai là gia tự nó phát ra. Rồi mình tống vô nó phát ra, bây giờ không có tiếng gì xen được. Đây là định sanh hỷ lạc tôi đã nói lại. Cái kia là ly dục sanh hỷ lạc. Thì trạng thái của ông, có hỷ lạc là ly dục thôi. Mà hãy nói trở ra dục thì mất. Kéo trở vô thì nó mất cái dục, thì nó nghe tiếng niệm Phật. Và có lúc là mà vừa nghe tiếng niệm Phật mà vừa nhớ tới chuyện khác. Thì cái nghe niệm Phật lờ mờ, cái chuyện khác cũng lờ mờ, hai cái đều lờ mờ. Mới tập trung kỹ lại cái kia mới mất được. Không gì để ý nha. Cái này là cái y tế mỗi người ngồi thiền, tự biết lấy, uống nước nóng lạnh tự mình biết. Cái tôi giảng thì đại khái nói như vậy đó, đó là cái kinh nghiệm của tôi. Còn quý vị phải tự kinh nghiệm lấy. Tức là phải ngồi thôi. Quý vị phải thiền định thôi. Cái đó là cái quan trọng nhất mà sư trưởng chú ý tới ba phần trong chú giải lục thời. Chỉ khi nào con nghe tới và chú ý tới, con nhận lại, còn con niệm thì nó nghe được. Thì bây giờ nó mới nghe được tiếng niệm Phật. Tập trung kỹ mạnh lâu sâu thì niệm Phật mới nghe rõ, mấy cái kia mới mất được. Thì nó rõ quá rồi. Vậy làm sao con có thể nhiếp tâm luôn mà không có tạp niệm chen vô tiếng niệm nữa? Làm sao? Quý vị thấy làm sao? Giữ giới không kỹ, cõi thế sự xa mất biệt hình, rồi kêu bài vại duyên buông hết, một niệm không sanh. Quý vị giữ giới kỹ không? Năm giới giữ nổi không? Không sát sanh, thỉnh thoảng có ăn thịt bò, thịt chó, ăn có nhậu nhẹt đó không? Có hút thuốc, có ghiền cái gì không? Trộm cắp, thỉnh thoảng có ăn cắp lén gì không? Tà dâm, rồi nói dối, rồi uống rượu. Giữ giới không kỹ, rồi có gầy lộn với người ta không?
Thành ra phải cõi thế sự sa mất bị hình, thì muốn thế sự sa mất bị hiền phải làm sao? Phải đi xuất gia. Chỉ cách đó cạo đầu. Mà cạo đầu mà kiếm cái tịnh xá mà trụ trì không đàng hoàng, chết. Vô đó làm bánh trung thu, làm tàu hủ rồi đi bán bánh ít. Tôi bị rồi, cả Vinh tôi bị rồi. Tôi thấy đi sư cô đó đứng lại, mà sư đứng lại còn để ba đội một cái nia bánh ít. Mà tôi thấy đầu trọc mặt đồ nâu. Thì tôi ở đó tôi ngu lắm, đúng mình ngu, không có từng kinh nghiệm. Tôi hỏi cô tu ở đâu, mà tại sao mặt đồ nâu cả đầu trọc mà còn đi bán bánh ít. Khóc liền. Để mà khóc. Mà tôi sợ quá, tôi lạnh hay bánh ít rồi tôi nói cái thôi rồi tôi đi lẹ lẹ, không giống ấy. Thế mà bị thua cho tới Vĩnh Long. Đó là Vĩnh Long là một cái tỉnh. Mới cái đó tôi ngu. Chuyện người ta mình đi đâu mà tôi đâu có dám nói. Tôi nói coi quốc gia rồi mà sao còn đi bán. Còn bây giờ lên khên. Người xuất gia giờ ra ngoài chợ, cũng giờ vô chợ Trà Vinh đây không biết có bán tàu hủ. Ở chùa làm tàu hủ luôn. Nó đủ thứ à, đi bán lịch. Nó đủ thứ hết. Thì thôi bây giờ thế này, còn chút xíu nữa không? Vậy làm sao con có thể nhiếp tâm luôn mà không có tạp niệm, chen vô tiếng niệm. Vì đôi khi còn suy nghĩ vấn đề của cuộc sống. Cái này là cái đau đớn nhất. Còn ăn mặc ở bệnh còn suy nghĩ cuộc sống. Thì làm sao mà niệm Phật nhất niệm được? Phải giữ giới. Mà giữ giới mà tám giới thì đâu có làm ăn gì được. Con ngồi ghế cao nằm rộng, con nghe xe mất múa, con trang điểm phấn son. Mấy người giàu có nói trời ơi sư biểu đử rồi Nguyễn Thánh son. Con làm giàu chi mà sư không cho con mặc đồ xích so, đồ kẹn. Làm giàu để làm cái gì? Vậy thì tôi làm nghèo sướng hơn. Tôi nói làm giàu để bố thí. Bố thí là đừng làm giàu nữa, vừa đủ sống thôi, vừa sống vừa tu. Chứ cô cho cái đâu có được phước báo. Mà phước báo có hưởng thì có hết. Còn cái trí tuệ là nó theo mình, nó giúp mình. Trí tuệ là A-lại-da. Cô chết rồi còn cái A-lại-da. Nhưng còn lại cái mạt na, sắc, thọ, tưởng, mất hết. Sắc thân, cảm giác, tư tưởng, óc tiêu hết. Còn cái ý chí mà ham sống thì luân hồi. Còn ý chí mà không còn nữa thì thành A-la-hán. Còn A-lại-da là tất cả kinh nghiệm, kiến thức. Nó biến thành năng lực, nó chứa trong A-lại-da. Còn có ý chí và A-lại-da có hai cái thôi. Còn người đắc quả rồi ý chí không còn nữa. Không còn thì có nghĩa là không dính mắc nha. Chứ không phải là có ý chí. Ý chí mà ý chí là của ý chí. Chứ cái biết không phải là ý chí. Mà không khác ý chí. Ý chí phát hiện từ cái biết lặng lẽ của tôi. Thôi vậy là được heo. Thì tôi nói lại. Khi con nghĩ tới tiếng niệm Phật thì có tiếng niệm Phật ra trong đầu. Nhưng có điều tiếng niệm Phật phát khởi, nhưng con cũng có thể suy nghĩ vật khác. Thì quý vị biết rồi. Cái sơ tiền đó. Lúc thì nhất niệm, lúc thì tạp niệm chưa có thuận. Mà hãy tạp niệm thì nghĩ ra chuyện khác. Đồng thời cũng nghe tiếng niệm Phật kéo về. Mà khi nào con nghe tới và chú ý tới, tập trung kỹ lâu sâu thì mất cái tạp niệm. Con nhận lại con niệm thì nó nghe được. Tức là mất cái kia còn nghe được tiếng niệm Phật. Vậy làm sao con có thể nhiếp tâm luôn mà không có tạp niệm chen vô tiếng niệm? Thì cái này ông hỏi ông, chứ hỏi tôi không được. Ông dám giữ giới kỹ không? Dám hy sinh cái tiền bạc ông không? Thì ông nói là vì đôi khi mình còn suy nghĩ vấn đề của cuộc sống. Thì muốn không suy nghĩ vấn đề cuộc sống thì phải cạo đầu. Vô nương vào sư trụ trì. Ăn mặc ở bệnh lo hết. Có không? Thì tìm ở đâu sư chỉ con thôi. Nói cái này tôi đầu ăn. Cái đó Đức Phật thì có, bây giờ thỉnh thoảng vẫn có, trong cái bãi sa mạc cũng có vài hộp cát. Vô xuất gia là để ngồi thiền, để ăn chay niệm Phật rảnh rang để mà quán xét. Xuất gia còn bệnh ở người ngoài đời nữa, thì tôi ở đời ngoài đời sướng hơn. Mà thật sự bây giờ về xuất gia bệnh hơn,
làm công quả. Công quả là thời gian đầu thôi. Rồi khi đắp y sa di nhất là tỳ kheo. Tỳ kheo là không nhổ cỏ nữa. Tỳ kheo bất cảm thảo, không làm cái gì hết. 250 giới chỉ còn là làm pháp thôi. Chư trưởng viết là ít nói, không phải là nói ít, mà là không nói những điều vô ích. Chỉ nói pháp lý, chứ không nói việc đời. Khỏi thế sự xa mất việc ích, chỉ còn nói pháp thôi. Nói pháp mà phải nói chánh pháp. Chánh pháp là gì? Tức là nói về trí tuệ giải thoát, chứ không phải nói về người trời. Bây giờ người trời mày còn không rành. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sao mình chả biết. Người trời mà không rành rồi làm sao qua nhập lưu? Nhập lưu là thấy rõ người trời. Thấy rõ là thấy rõ cái ngóc ngách của nó. Như vậy là cái người trời mà chưa xong. Nhị thiền còn chưa rành, mà mới có sơ thiền mà còn lỏng chọn tới mà con không phân biệt ra. Còn bây giờ hỏi tôi phải làm sao? Vì cạo đầu chứ làm sao? Con cạo đầu nhưng mà theo ai? Là tôi không biết. Tôi đầu hàng thôi. Thì đi tìm đi. Không lẽ trên cái quả địa cầu này không có một vài cái tỉnh xá cho mình nữa. Thì sư cô đó là có hỏi tôi thường nói là giới định tuệ. Coi sư cô đó giữ 10 giới không? Đủ rồi. Còn phải coi định. Cô đó giảng về tư tưởng hay bát nhã? Giảng tư tưởng là kéo qua bát nhã. Giảng bát nhã không có tư tưởng là không tu được. Mà giảng tư tưởng thì hết thước luân hồi. Tư tưởng là phước báo chứ không phải trí tuệ. Qua trí tuệ rồi nhập lưu. Mà không có tư tưởng không qua trí tuệ được. Thành ra đừng có chê thần tú. Không có thần tú là không qua huệ năng được. Thành ra chúng ta coi thường cái tứ tiền tiểu thừa. Tôi cũng tu tiểu thừa. Tiểu thừa đắc A-la-hán thôi. Đại thừa qua tới Như Lai. Coi A-la-hán là cây khô cá chết. Mà đâu Phật tử ạ. À? Tôi hỏi tôi nói là ông biết A-la-hán là cái gì? Cây khô cá chết nói trong kinh nói. Trong kinh là bậc A-la-hán nói. Ông không có nên nói. Ông nhập lưu còn chưa có mà không biết nhập lưu là cái gì không? Giảng trật lất. Ông có biết sơ thiền là cái gì không? Sơ thiền còn không rành mà đi dám chê A-la-hán. Thôi tới đây chúng ta nghỉ ha. Thế rồi tới giờ rồi. Thì hẹn khi khác. Rồi có ai thắc mắc cái gì nữa không? Rồi về suy gẫm ha. Rồi kỳ tới chúng ta gặp nhau. Thì thôi giờ chúng ta nghỉ ha. Về suy nghĩ thì tới có gì hỏi thì cứ hỏi. Mãi hỏi là phải trả lời câu hỏi của tôi ạ. Chứ tôi không thể trả lời xuống được. Tôi hỏi lại, cô quý vị hiểu làm sao? Nói cái này chắc là tôi không ai dám hỏi hết. Thì thôi vậy thôi. Quý vị muốn học cho tinh tấn thì phải tập vấn đáp. Quý vị hỏi tôi trả lời. Và tôi hỏi xin quý vị cũng ráng trả lời. Trả lời rằng mình có số vốn trong ai là già. Quý vị giấu hoài rất là nó mất. Hột giống phải cho nó vô ra, cũng như nước nó phải có sống. Mặc dầu sống nó là giống. Sống thiện sống ác, mà nếu không có thiện ác thì làm sao là sinh động. Bồ Tát độ ai? Độ thiện ác mà không có tư tưởng thiện ác thì không có tụ ăn cướp, không có ông vua, không có nịnh thần trung thần thì làm sao Bồ Tát độ. Mình nịnh thần trung thần cũng chính là Bồ Tát. Cũng là mình thôi. Tự ai lại gia của mình phát hiện ra. Thành ra quý vị phải tập nói. Nói pháp là quan trọng nhất cho mình và cho tất cả mọi chúng sanh. Ba đời chư Phật thì lấy pháp làm thầy. Pháp là thầy của chư Phật, là thầy của tất cả chúng sanh, thầy của đất nước lửa gió, thú người trời Phật. Thì thôi đến đây chúng ta xin tạm ngừng.